Tập đoàn dầu mỏ Ả Rập đầu tư vào Việt Nam. Saudi Aramco là tập đoàn hàng đầu thế giới về thăm dò hydrocarbon, sản xuất, lọc dầu, phân phối và chế tạo các sản phẩm hóa dầu. Đồng thời là một trong những công ty đứng đầu trên thế giới về khai thác dầu thô, sản xuất, hóa chất. Tập đoàn dầu mỏ Ả Rập Saudi Aramco vừa gửi nghiên cứu khả thi dự án tổ hợp lọc hóa dầu nhân hội lên Bộ Công Thương để cùng hợp tác góp vốn đầu tư vào tổ hợp lọc hóa dầu nhân hội cùng với tập đoàn dầu khí Thái Lan. Bên cạnh Saudi Aramco, nhiều tập đoàn công ty dầu khí của Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã đặt vấn đề với tỉnh Bình Định và dầu khí Thái Lan mong muốn hợp tác góp vốn tham gia đầu tư tổ hợp lọc hóa dầu nói trên. Tập đoàn dầu khí Thái Lan và Saudi Aramco đang mời gọi doanh nghiệp Việt Nam có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm sâu rộng lĩnh vực vận hành và tiếp thị dầu khí, hóa dầu cùng tham gia vào siêu dự án này. Hiện Bình Định đã chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch khoảng 2.000 hectare để xây dựng tổ hợp hóa dầu nhân hội. Dự kiến sau thời gian thẩm định dự án khoảng 1 tháng, Bộ Công Thương chính thức trình lên Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Sau khi được chấp thuận thì Tập đoàn Dầu khí Thái Lan sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục tiếp theo để khởi công dự án vào năm 2016 và xuất xưởng sản phẩm lọc hóa dầu vào năm 2020.